quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Bị chi dân gọi điện mượn 1 tỷ, anh Đức nói thẳng, có đi hết được đâu mà có tiền trả tôi. Những câu nói của anh Đức vô tình tiết lộ về nỗi khó khăn của giới nghệ sĩ hiện nay, khiến một số khán giả cảm thấy xót xa. Mới đây tại chương trình Gương Mặt Showbiz, ca sĩ Chi Dân đã phải thực hiện yêu cầu gọi điện cho người bạn của anh là diễn viên Anh Đức. Anh Đức tiết lộ về Chi Dân, bạn từng hẹn hò gặp gái rồi hẹn đúng mê đê chứ gì. Diễn viên Anh Đức không hề biết Chi Dân đang ngồi tại trường quay gọi điện cho mình và mọi lời nói đều được ghi lại cho khán giả. Anh nhấc máy và nói tự nhiên hài hước. Muốn gì nói đi, đừng có ngại ngùng gì hết. Chi Dân hỏi đang làm gì thế bạn? Anh Đức đáp, đang đi cà phê với bạn. Chi Dân xin đi cùng, tôi đi với. Anh Đức từ chối, chờ lát nữa đi, đang bận bàn công việc. Chi Dân hỏi tiếp vậy chừng nào rảnh? Anh Đức trả lời, lúc nào cũng rảnh hết, quan trọng rảnh để làm gì? Cuộc hội thoại vẫn diễn ra bình thường nếu Chi Dân không chuyển sang hướng khác, anh tiết lộ. Đợi tôi đi, tôi đang ngồi ở chỗ bạn tôi, khi nào tôi xong việc tôi chạy qua chỗ bạn. Tôi cũng tính qua bảo bạn chuyện làm MV mới, MV này đang top nên phải làm tiếp. Anh Đức ngạc nhiên hỏi lại, ủa bạn mới ra MV mới mà cái MV đấy là bạn đóng lại những cảnh bạn gặp phải ngoài đời đúng không? Bạn từng hẹn hò gặp gái rồi hẹn đúng BD chứ gì? Chi Dân bị anh Đức vô tình làm lộ chuyện bí mật của mình, liền ngại ngùng chối, làm gì có chuyện đó tào lao vậy? Anh Đức vẫn khăng khăng, đúng rồi, bạn chẳng gặp mấy lần như thế còn gì. Như vậy qua lời nói của anh Đức, một chuyện riêng tư của Chi Dân đã vô tình bị lộ. Anh Đức nói Chi Dân, giờ bạn làm ca sĩ đâu có show nữa đâu mà làm MV tới 1 tỷ. Sau đó Chi Dân hỏi mượn tiền anh Đức, thôi vào chuyện chính, tôi định làm MV mới mà không đủ kinh phí nên hỏi bạn có tiền không, cho tôi mượn đỡ, tôi cần 1 tỷ làm MV. Anh Đức thốt lên, giỡn hoài, tôi còn chẳng có tiền làm MV cho tôi nữa, còn chưa từng có MV nào cho riêng tôi, bạn làm MV gì dữ thế. Chi Dân chia sẻ, tôi tính làm MV này phải gần 1 tỷ mà không đủ tiền, tôi có mấy trăm triệu thôi, nên tính mượn mỗi người một ít để góp lại rồi làm. Tôi muốn làm MV này lớn hẳn lên. Anh Đức nghe xong liền can ngăn và còn nói khá vũ. Lớn gì, làm nhỏ nhỏ vừa tầm thôi. Bây giờ tôi làm sản phẩm còn không có tiền nữa là cho bạn mượn. Tôi còn chưa có tiền để quay được phim đây. Sao bạn chơi lớn vậy? Chơi vừa vừa thôi, vừa tầm thôi. Bây giờ bạn làm ca sĩ đâu có show nữa đâu mà làm MV tới 1 tỷ. Rồi bạn có đi hát được đâu mà có tiền trả tôi. Chị Dân ngại ngùng bật cười. Tôi vẫn đi diễn đều mà. Anh Đức khẳng định đồ hoài, ca sĩ giờ ế xô lắm. Chi Dân đành nói, gọi điện mượn tiền bạn mà khó quá đi mất. Những câu nói của anh Đức vô tình tiết lộ thêm sự thật về nỗi khó khăn của giới nghệ sĩ hiện nay, khiến một số khán giả cảm thấy xót xa.